Xin chào các bạn. Thì cách đây khá là lâu, mình có làm một khoảng tầm một tháng trước thì mình có làm một cái video để các bạn đăng ký whitelist của Digi Vài lần. Thì hôm nay Digi Daigaku chính thức cho các bạn claim cái NFT về. Và cái NFT này hiện trên thị trường đang có giá khoảng 6 đến 700 đô. Thì các bước để các bạn có thể check được là mình có trúng thưởng hay không thì các bạn vào gì Digi Daigaku claim, sau các bạn chọn vào gì Masked Violin Wallet. À xin lỗi, mình chưa có kết nối cái ví MetaMask vào. Rồi khi kết nối ví MetaMask thì các bạn hãy để mạng gì Ethereum Mainnet thôi. Sau khi kết nối vào các bạn chọn đây đây nó check cho mình là gì mình đã không trúng được rồi. Thì sau khi mình không trúng thì người ta sẽ cho mình thêm có một cái cơ hội nữa là đăng ký để nhận được Dragon Wallet. Trước khi làm cái nhiệm vụ thì mình cũng chúc mừng nếu như bạn nào đã làm theo video của mình và đã trúng được cái wallet cũng như là có được một cái NFT và các bạn có thể mang lên OpenSea và các bạn có thể bán được khoảng 600 đô thì điểm hiện tại. Thôi, những bạn nào giống như mình là không trúng thì chúng ta hãy làm một cái nhiệm vụ tiếp theo, đó là gì Dragon Wallet. Thì các bạn kết nối vào thì các bạn sẽ hoàn thành được bước đầu tiên. Tiếp theo là các bạn gì sign một message. Rồi tiếp theo gì các bạn connect Twitter. Các bước nó cũng đơn giản giống như hôm bữa chúng ta đã đăng ký cái wallet thôi. Rồi bây giờ gì chúng ta hãy follow cái Gabriel Ledo này. À, mình đã follow rồi các bạn ha. Rồi tiếp theo là gì, chúng ta chọn đăng ký. Rồi vậy là chúng ta đã đăng ký thành công Dragon Wallet. Rồi chúng ta sẽ chờ cái gì, chờ cái update từ Twitter này. Rồi vậy thì sau khi làm xong thì gì mình cũng chúc những bạn mình cũng như những bạn mà đã trừ cái whitelist này sẽ trúng được cái whitelist Dragon này. Xin chào các bạn, mình sẽ kết thúc video ngắn của mình ở đây.